Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào các anh em. Tôi Tuấn Xuyên Bình chào các anh em. Tôi Lâm Đặng xin chào các anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì clip này thực sự rất là quý, bởi vì hôm nay mình sẽ gặp mặt và giao lưu với cả anh em của kênh Hương Vị Miền Núi các bạn ạ. Thì anh em cũng đã có cái hẹn rồi, anh em đang ở trên nhà nghỉ kia chuẩn bị đến đây. Thì hôm nay nói chung là một buổi để anh em gọi là giao lưu ẩm thực các kiểu. Đợi anh em chuẩn bị đến thì mình sẽ quay cảnh anh em giao lưu ẩm thực như thế nào các bạn ạ. Tức là mỗi anh em sẽ có một nét riêng của kênh và chế biến món ăn riêng của kênh. Nhưng mà sau khi mà phải chế biến xong để giao lưu thưởng thức thử xem món ăn của kênh bên anh em Hương Vị Miền Núi như nào các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đợi anh em bên kênh Hương Vị Miền Núi đến và sẽ bắt đầu cuộc giao lưu này các bạn ạ. Đây là các bạn ạ. Chào bạn. Ôi, chào anh Phong nhá. Chào anh em nhá. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Chào anh em. Anh em vào tạm đây để uống nước đã. Không, không. Đấy, hôm nay ấy thì là em có ý tưởng như này anh ạ. Thì hôm nay là mình sẽ làm một món gì đấy mà hai kênh sẽ tự là có những cái món chế biến riêng khác nhau. Tự chế biến. Vâng. Thì nhà thì không có gì ngoài tôm hùm rồi. Chế biến riêng. Đúng rồi. Anh, bây giờ anh thấy hấp dẫn rồi đấy. Thì nhà ấy thì hiện tại là có tôm hùm Alaska những thứ ấy. Thì là em nghĩ là làm một ít, mỗi bên làm một con tôm hùm Alaska để mỗi bên sẽ chế biến riêng và anh em sẽ giao lưu thưởng thức thử xem là cái hương vị của bên kênh anh em Hương Vị Miền Núi sẽ như thế nào ấy. Còn em sẽ chế biến thôi một phong cách gọi miền núi anh ạ. Nói chung là bên mình ấy thì nhà hàng sẵn thì chắc là nguyên liệu cũng có sẵn rồi, nói chung là không thể ra đồng như anh em ở trên kia được, bởi vì công việc những thứ là đôi khi bây giờ nó cũng nhiều đó, nên là bây giờ anh em sẽ gọi là đấu nhau tại nhà hàng này luôn. Anh em ở đây nào. Ok, bây giờ anh em thấy đi ok vào trong. Vâng, ok anh thì đi vào trong nhỉ. Của anh ấy. Rất to các bạn nhá. Nhà cái kiểu không có gì ngoài tôm cua nên là tôm tươi các bạn. Nó ra để làm cho nó tiện cho bạn ạ. Ôi to thế. Anh em phải đang tươi đây làm bát tiết canh. Đúng rồi. Tôm Alaska này làm tiết canh thì quá chuẩn luôn. Anh em làm món tôm nhảy nhỉ? Con này hơi to anh ạ. Con này to không còn nhảy được. Con này ăn nhảy được không anh? Ôi ôi nhiều này, hôm nay Hữu Bộ tổn thất khá nhiều đấy. Thì bây giờ anh mình sẽ chia đồ. Ừ đúng rồi, phải chia đồ. Trước tiên phải chia chứ. Thôi anh lấy con này. Nay mời anh em hơi mạnh tay đấy. Bên mình lấy một con Alaska với cả Pan Tôm. Chia đồ đi, chia đồ ra bạn. Chia đều đi. Luôn. Thôi em lấy con này, em lấy ba con này. Em về luôn ạ. Em mang về như quang luôn em ạ. Mang về núi nước. Chào các bạn nhá. Mình đi đâu. Đấy, anh em mình chia đồ xong rồi, bây giờ là chuẩn bị bắt tay vào công việc gọi là chế biến con ạ. Bây giờ anh em mình vào bếp để xem các đầu bếp chế biến nhé các bạn nhá. Vào bếp luôn. Đi thôi, rất là ngon rồi. À, anh ra. Hôm nay em phục bếp em ơi. Để em làm đầu bếp chính. Để hôm nay em chế biến thi tài với anh em xem là ai làm ngon hơn. Sổ tài, bên nào cũng sổ tài. Nói chung là nhà hàng thì nguyên liệu mọi thứ thì có đủ hết rồi luôn. Nên là anh em không phải chuẩn bị gì. Nếu như ra ngoài ôm rất đồng ấy thì tất nhiên là phong cảnh thiên nhiên nó sẽ hợp tình hợp lý hơn. Nhưng mà bởi vì ở đây thì phong cảnh thiên nhiên nó ít hơn nên là anh em sẽ sổ tài ở đây luôn. Hôm nào chính hôm ấy hôm nữa về anh cho em mấy con này về thả ao làm giống nhá. Chính là cái khay đấy để... Ok, lấy con này nhân giống được ạ.
trổ tài nấu nướng xong rồi các bạn ạ. Đây là những cái món mà hai bên đã chuẩn bị này. Ví dụ như món này là tôm rang muối, đây là tiết canh tôm, tôm nướng phô mai các kiểu. Bên này thì đây là cái này là đầu này là hấp này, rồi ăn gỏi. Cái món này là sốt bơ tỏi. Bên này cũng có tiết canh luôn. Hai con rồi. Em cũng biết đấy, tiết canh trong này mà. Thế thì có khi là anh em sẽ phải thử cái vị tiết canh của nhau xem nó như thế nào ấy. Được. Vào mâm cho các bạn nhá. Đó, anh ngồi bên này để thử món bên hữu bộ. Anh em ngồi xem kẽ. Nhưng mà bên này không có tí gì hương vị miền núi, đây là toàn ở châu Âu là nhiều. Hỏi ăn Tây là nhiều rồi. Ở đây là bên, ở bên dưới đây là bọn em không có châu đốt đấy, không bọn em là châu Âu. Là em bê đốt cái thức bia đấy. Nếu trời nếu như mà anh em mình là cứ dùng một chút bia cho mát coi ạ. Em ở trên núi là em cho vào úp lồi nướng luôn. Thế cho nó đơn giản cho đúng là hương vị của miền núi à? Đúng rồi, là con về đất. Anh em ngồi đi. Khi mà anh em phải bắt một con về đất thôi. Anh em ngồi bên này đi. Xong rồi anh? Xong rồi. Bây giờ mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Mời trong cuộc hội ngộ. Mời các bạn nhá. Đầu tiên phải là uống bia xong rồi thì rửa miệng. Có bia hơi các bạn. Cả sạc các bạn. Đã có bia hơi là trôi vào đáy lòng các bạn. Đây rất là mát các bạn ạ. Ngon mát anh luôn. Bạn này bạn thử một chút bia thơm. Tiết canh của bên anh em hương vị miền núi làng nào. Đây anh ơi. Đây là tiết canh. Đây là kiểu ăn chéo ăn chéo. Cảm nhận món ăn của nhau. Cảm nhận món của nhau. Đây, thắng này để anh lấy cho tiết canh bên hữu bộ. Miếng. Đâu rồi đấy. Ủa, anh thử nhìn ngon đấy các bạn. Như nào nhá. Ê đâu rồi, anh thử chút nữa. Cảm giác thế nào khi vào vào. Nói chung là mát mát. Rau cỏ vào thơm thơm. Rau có cả cỏ luôn đấy. Đúng là cùng núi. Rau này cỏ. Anh em thử dùng đi. Thử xem nó như nào, nói chung là nó kiểu như là thạch đấy các bạn ạ. Wow, với ít hạt là nó rất là ngon đấy. Có ít hạt tiêu và các bạn ăn nó hơi tê tê đấy. Thơm ngọt. Cay cay của hành củ. Như là nơi nó mát. Hành củ ngon nhỏ các bạn nhé. Có hành củ băm. Ui, nghe cái anh em tả và em cũng mới quay nó thử. Tay ra. Cảm thấy hiểu là ngọt. Thơm, ngọt vị cực luôn. Đấy các bạn ơi. Tính nhất này nó ngon. Tươi nữa thì rất là ngọt. Rất là tươi luôn. Mời các bạn nhé. Nó đông như thạch. Những bữa ai mời. Để em nếm. Thơm ngon quá. Còn bây giờ anh em mình thử món tiết canh kiểu như là món khai vị xong rồi đúng không? Bây giờ sẽ đến món khác. Bây giờ chơi gỏi đi. Gỏi đi nhờ. Thử gỏi nhờ. Ôi xa. Anh em mình đến này trắng tinh luôn các bạn. Món rang muối đi. Nhưng mà phải cho nó qua một chút chanh nữa. Đây nhìn thấy cái này ngon này. Đây là kiểu cái gạch tôm ấy. Ngon cực kỳ luôn, nhưng mà để mình thưởng thức thử món gỏi cho. Anh em cứ dùng thử đi thôi. Dần dần cứ dần dần. Đây bây giờ ở bên này thì anh em mình sẽ thử món rang muối, tôm rang muối, tôm rang muối. Thôi rồi các bạn ơi, mình phải chén luôn. Đợi lâu lắm đói. Thử luôn. Loại này phải thử luôn các bạn này. Thử sashimi. Loại rửa tay rồi anh ạ. Thế là cứ dùng tay rồi, dùng tay luôn, dùng tay. Mình trên núi ăn quen bốc tôm sống. Đây các bạn. Đây các bạn đây. Mát mát. Tôm rang muối. Ở trên mình là tôm này là tôm nhảy. Tươi mà nó rất tôm nhảy của em cũng có. Nhưng mà vẫn ăn chắc ngon đấy. Ngon nhỉ? Chắc ui. Chắc không mát mát. Thơm. Tôm chắc bị rau củ quả. Nó không bị ọp đâu. Chắc. Tưởng ơi. Một cú đã to. Anh mình ấy thì ăn tôm rất là nhiều rồi. Không cái vị tôm tôm gỏi ngon. Rồi, ngon. Giữ nguyên là cái độ tươi ngọt. Nói chung là ăn chấm với mùi tạt đúng là hả? Sao lại ăn sống linh là anh em nhận làm cái nước. Nói chung tôm tươi thì không bảo chê được. Mấy anh em nhá. Nói phồng mùm. Cảm giác buổi trưa có một chút bia mát lạnh sướng nhỉ. Ăn lo xong về ngủ ngon lắm. Anh em thử sang món này đi. Đây là món bơ tỏi. Bơ tỏi. Tôm bơ tỏi. Mời anh đầu bếp ở bên kia nhờ. Em dùng tay nha anh nhá. Okay. Đấy. Anh thử em bọn em làm món này như nào.
đúng vừa tỏ. Đây, chiều tôi chè thử món xem đưa vào mũi là cảm giác nó thơm lực luôn các bạn. Ui, thế anh em mình được thử món này là món gì nhỉ? Phô mai à? Đúng phô mai à? Đúng phô mai. Bò phô mai. Wow, phô mai. Cháy cháy một chút thì nó có bị kiểu cái bơ mì tỏi bên trên ấy, nó hơi cháy cháy ấy, nó thơm các bạn. Chấm ít một tạt. Đây là đồ hải sản. Chỉ không nguyên là dừng lại ở luộc mới hấp đâu. Thì cần test ấy, nói chung là nó có rất nhiều món khác nhau mà vị của nó cũng khác nhau. Rất là ngon. Bơ mà nó ăn vào nó thêm một chút gạch nữa. Nó dai dai mà ăn nó thơm. Ui, ngon. Thơm á. Anh bộ quá thơm rồi. Không bị biến nào anh. Nhưng mà cũng vậy, để anh em thử xem bên anh em hữu hộ như thế nào. Tí nữa em hỏi anh Thắng bên Cường sao. Thắng ơi, Thắng ơi. Món phô mai này như nào em? Ngon này. Ngon. Không nói lên rồi à? Không, không có từ gì miêu tả được. Phô mai thì phải gọi là ngon. Phô mai thì cái chất của nó béo với ngậy phải không? Phô mai này nó có một chút vị sữa. À. Phô mai ăn dai dai. Ăn nó ngậy. Dai dai này, các bạn nhìn. Cái kéo kéo ấy. Miếng mật ngọt rất là ngon luôn. Để mà có những cái món như này ấy, thì đôi khi là phải cần cái gì đấy nó là chuyên nghiệp, nó gọi là đỉnh cao rồi. Mình thưởng thức món ăn nó cũng khác hoàn toàn nhau các bạn ạ. Còn đối với bản thân mình thì như vậy, còn không biết là mấy anh em cảm thấy như nào thôi. Tôi cứ nghĩ làm mà ngoài đồng ăn nó ngon hơn. Ngồi trong này điều vả đấy. Mát không chịu được. Đúng là thú vị gió trời. Này mình phải chắc là bắt một con về để làm món giả cây thử xem thế nào. Trên miền núi này là chỉ giả cây thôi. Tôm Alaska nấu giả cây. Món này cũng hình như là chưa có trong lịch sử ấy đâu. Chưa có trên Meo Lu của thế giới. Món em còn đang định là lấy chân bên đầu của hầm thuốc bắc rồi. Đúng vị miền núi ấy. Nó bây giờ thì vừa nãy là mấy anh em đã cảm nhận gọi là hương vị miền núi rồi. Bây giờ thì thử xem là bên chỗ em nó như nào anh nhỉ? Đây các bạn này. Mỗi món này là muối. Đấy. Mỗi anh em thử một miếng. Này cái này anh thử trước rồi. Chắc là đậm ngon đấy. Nó khô, món này nó khô. Thử xem nào. Anh thử chưa? Anh thử rồi. Em anh Cường thấy cái món rang muối như nào? Bắt nãy anh ăn rồi thì nó bây giờ anh cũng lại ăn miếng nữa thử lại thử thêm giống như đôi trẻ đây các bạn này, ăn nhiều mới biết được vị, nó cực kỳ là săn chắc một lần mà bên ngoài thì nó lại kiểu như răng nó khô ở mặt bên ngoài rất là giòn giòn. Hạt muối bám vào này nó đặc vị thơm 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 cái vị muối làm theo muối này thì không cái tôm mình nhớ rồi chấm nữa nhở không đậm, cái này nó đầy đủ rồi. Ăn được ăn mà ăn cái này khô khô lại thích bia lắm. Vâng, rõ ràng rồi. Luôn. Lại chạm nhờ, lại chạm nhờ thôi. Có lẽ hơn, còn bia. Anh lại cứ nhắc tới bia. Nói chung là những món này thì nếu mà tôm tươi những thứ này thì khi mà mình chế biến ra ấy, mình cắn những miếng thịt tôm cảm giác nó có một cái gì đấy nó ngon từ trong thớ thịt nó vẫn còn có cái độ dai của cái tôm ngọt nó săn giống như là vị biển nó quanh quanh mình luôn. Đúng rồi. Nó vậy bây giờ gọi là nghe sóng vỗ ồ ạt nói chung ăn lúc nào nó cũng mát nhưng mà tôi còn chỉ thích ăn món gỏi khui khui thử cái lên đi. Anh em ăn thử cái món đây là cái tôm ngày xưa bạn bảo là cái gọi là xít acid mình nói giảm đi gọi là xít ngày xưa không biết ấy thì là bọn em là cứ vứt cái này đi. Bởi vì nghĩ là thường là tôm là xít luôn lên đầu. Ui, các bạn này nhìn gạch này. Nhưng không ngờ nó lại ngậy. Khiếp, đầy cái đầu gạch luôn. Này. Nói chung là anh em vét đi, vét đi. Đốt trẻ thử làm kiểu những gạch này. Vét máng ấy, đó đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vét máng. Thử các bạn ạ. Thử đá lưỡi phát các bạn. Hút sụt ạ. Ui. Anh ấy rung cả cổ họng mà. Vào. Ui, miếng ngậy quá. Ui, ngọt. Một đống. Xanh xanh nhỉ? Tôm mình nhiều gạch nhỉ? Con này cũng có mà nhỉ? Bạn xem có không? Thì thường ngồi bên cạnh nhỉ? Nếu không mai nó đè lên rồi. Đè thì mình lại móc nó ra. Tiếp theo anh thử là không mai. Ngậy lắm mày ạ. Ăn lại nhìn như cân. Ờ nhỉ? Có. Ngậy thật. Để mà nó còn thơm. Để làm. À chắc lúc tôi quên rồi vứt rồi. Dũng bây giờ là vào cái là... Vâng em thay chân. Đúng rồi, thay vâng thì Dũng thử cái càng này xem nó như thế nào. Ui. Các bạn ơi, đây là cái càng của con tôm hùm Alaska. Bữa đấy
nhỉ? Đặc thế nhỉ? À, Dũng ơi, mà anh nghe nói là chú bị dị ứng. Không, nhưng mà hôm nay đến hôm nay thì tôi hết dị ứng luôn các bạn ạ. Kiểu khỏi luôn. Đây các bạn thấy gì đó dai dai. Nhìn thấy cái càng nó chất lượng này mà nó rất nhiều thịt nhá. Không nói nhiều nữa. Hư cầu nha. Xì dầu, xì dầu. Đây rồi, đây rồi. Vắng mặt quá anh ạ. Sốc tận lão luôn. Chấm đậm à? Chấm đậm à? Hoặc buốt lắm. Mời các bạn nha. Nhưng há to mồm nhá. Như tem mình có cường dị ứng với tôm nhỏ mà tem hương vị miền núi có người dị ứng tôm ăn cả bạn này. Hôm nay hết, em hết dị ứng rồi. Chả biết gặp tem khác có ai dị ứng với cua hoàng đế không. Cái cách này rất là ngọt luôn các bạn. Chấm ngập vào vẫn nói được là không được rồi. Thế là chưa có vị gì của mù tạt rồi. Lên não nha, con này lên não luôn. Thế là cái bát này chưa khuấy. Khuấy rồi. Lên rồi, lên não rồi. Lên rồi các bạn. Bắt đầu lên. À. À, có vị rồi. Em bỏ này xuống cho tôi làm cốc bia khẩn trương anh ạ. Ờ đúng rồi. Em mừng nào. Anh em đây bếp. Đây vào sau. Em lấy lòng. Một bên là cốc bia, một bên là một cả cái càng này. Tôi thủ luôn. Quá đã. Hôm nay xuống đây quá ngon. Rất cảm ơn anh bổ đấy. Cho các anh em miền anh núi. Em hương vị miền núi là có cái đồ hải sản tươi và ngon thế này, thật sự là rất là chất lượng đấy. Anh ở trên đấy mà có trồng hải sản thì anh cứ liên hệ dưới này gửi lên. Nào xin cả nước nhiều xin nhở. Em bảo anh bỏ cái càng đi xuống đấy tí nữa ăn, anh thử mà cái càng em nếu phô mai xem như thế nào. Đây các bạn này, còn đây là phô mai. Dũng ơi, cái bạn được chiều đấy nhá. Để hôm nào có thời gian thì mời anh em bên hiệp hội nhỉ. Cái phô mai này nó có vị béo vào ngậy. Đã ăn rồi mà vị béo vậy. Nó dai dai đúng không? Nó dai dai. Kiểu như biết vị từ trước rồi. Chắc chắn rồi. Nhìn hình như là ăn mảnh của đâu hay sao ấy. Đây các bạn đây. Mời các bạn luôn. Chính tỏ ông ăn ở đâu rồi xong về ông bảo là em chưa được ăn bao giờ. Đúng rồi. Ăn mảnh xong là kêu dị ứng. Ngọt lắm các bạn ạ. Cứ dị ứng mà ăn đồ như này thì cũng đáng để dị ứng đấy. Đúng rồi, em đáng để dị ứng hôm nay rồi. Hôm nào có một buổi là anh em hữu bộ mà muốn thử thức các cái vị miền núi ấy. Đúng rồi, món sẽ món lên đi qua món rừng nhé. Món rừng núi. Ok, hẹn anh em một ngày gọi là buổi ngày gần nhất luôn. Vâng, bên trên em thì không có gì ngoài rừng, món rừng ạ. Đây là một món nữa, rang muối xem nó như thế nào. Ăn đồ rừng. Anh uống đi. Thử xem như nào. Anh dùng đi. Đấy. Thắng rồi, mình làm món nữa. Nhìn em nó nản ra, sợ lại. Quá nhỉ, đang ăn mà. Ngon quá, không đòi đi. Giống như là ngại hay sao ấy. Em thử hết đấy, mà. Anh em đang ăn mà. Hình như Thắng ăn trong bếp rồi sao? Ăn vụng bếp. Em chỉ ăn thử thôi. Đúng rồi, người ta gọi là thở ấy. Dai không? Đúng không? Nếm nếm khô hơn thì món khác sẽ vào đấy. Đầu bếp phải nếm đúng không? Phải nếm cái miếng khô đấy xong anh lại thử uống nhá. Hôm nay là được một buổi giao lưu với anh em, cảm thấy rất là tuyệt vời. Còn cái hẹn mà để lên trên hương vị miền núi, nói thế. Vâng. Để thưởng thức thử món ăn trên đấy thì sẽ hẹn anh em vào một buổi gần nhất. Ở trên em có nhiều đặc sản lắm anh. Đấy. Thế thì mình mới cần đi khám phá. Vâng vâng. Để thử trải nghiệm xem nó như thế trải nào. Trải nghiệm. Đó. Và chắc là anh em mình. Vâng thì. Làm thêm một. Hôm nay anh em không bị vào núi đến đây cũng rất là vui khi được anh hữu bộ với Lốc mời đến đây để giao lưu cùng team. Thế là em cho em hỏi một chút là anh bộ thấy những món ăn mà đầu bếp bên em chế biến là như nào? Rất tuyệt vời. Em vẫn đang khoái cái món tiết canh này, em ăn từ nãy giờ. Là món tiết canh nói chung là nó tiết canh không một chín một mười ngon hơn tiết canh trên em làm. Đấy thì rất mong có dịp là anh bộ và các anh ở trong team là có dịp lên Tuyên Quang tham gia một mình gọi đây là cái bắt tay này gọi là cái hứa hẹn nhá. Vâng. Ok. Và anh như mình thì anh nhớ lên nhá. Xong rồi em sẽ lên nấu cho anh ăn. Vâng. Anh bắt tay em là tí nữa là em phải xin con này về làm cái thả ao chim từ đầu rồi mà. Bây giờ cuối rồi sắp về rồi phải chim bát nữa không quên. Đấy. Vâng, anh như mình làm một cái nữa và chắc là kết thúc clip luôn nhỉ. Vâng. Thời gian này là khá là dài rồi. Thì là rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh Hương Vị Miền Núi và kênh Cứu Bộ Vlog. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chào các bạn nha.